Vâng thưa quý vị, những vụ vận chuyển buôn bán ma túy được thực hiện ngày càng tinh vi hơn, xuất hiện thêm nhiều đối tượng mà chúng ta ít ngờ đến và mới đây thì cục hải quan Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 4 người quanh vì buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép nhân ma túy. Và đáng chú ý trong số này còn có một nữ giáo viên mầm non đã công tác tại huyện vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. 4 nghi phạm bị bắt giữ gồm có Hạ Thị Mạch, 36 tuổi, Phạm Thị Quý, 56 tuổi, cùng chú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Lục Văn Sáo, 48 tuổi và Nguyễn Thị Mừng, 42 tuổi, cùng chú xã Thiết Kế, huyện Bá Thước. Đã chú ý Hà Thị Mạch đang là giáo viên tại trường mầm non Pù Nhi. Theo điều tra ban đầu ngày 15 tháng 6, Mạch và Sáo bị bắt quả tang khi cùng nhau vận chuyển ma túy qua xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 5.600 viên thuốc lắc, 104 gram ma túy đá cùng với một số tăng vật có liên quan công an sau đó điều tra mở rộng và bắt giữ phạm thị quý và nguyễn thị mừng nhóm này khai đã câu kết với nhau để buôn bán vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ